Nội thật. Con mẹ mày biết đợi lên không? Mẹ tao chưa lên tới đã tham lính rồi. Tao có sao mày đâu chứ? Thằng em làm đồ á. Hả? Mẹ tao nói mày điếu đâu mẹ mày. Mời tao, mẹ tao, ngư đi. Tao chưa bao mày tuân nha. Mẹ tao nói mày à, mẹ tao mới nói rồi tao nói mày đéo rồi. Thế thì bạn phải nói chủ ngư vì ngư vào chứ nó cai ép của tớ ba mạng rồi. Mẹ đéo nhìn nè. Mẹ tao chửi thằng rừng chứ này. Mochi mochi. Thì bây giờ mình đã cập nhật link kênh thông báo cũng như là tất cả dịch vụ của mình đã đều cập nhật ở dưới phần mô tả rồi nha mọi người ơi. Mọi người có nhu cầu ủng hộ thì nhấp vào bên dưới nhá. Và đừng quên trước khi vào video thì giúp mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để giúp cái video của mình được viral hơn nhá. Còn bây giờ thì vào video thôi. Donate đau đầu quá vãi cả đau đầu. Mẹ cả đôi ba trận mới được donate 1-2 lần mà kêu đau đầu. Zuka thanh tẩy đi à? Không, đem tóc chứ thanh tẩy gì rớt ạ. Top 1 Zuka Việt Nam đấy, giờ mình đang là bộ mặt của nhưng gọi là best Zuka Việt Nam đấy, mình đang nằm trong top đấy anh em nhá. Game này tự nhiên mất một game hơi đen. Hôm nay thứ mấy anh em nhở? Thứ năm, thứ sáu. Mình có lên năng động một tí đi rủ một tí show mát không nhở? Cuối tuần rảnh rạch làm tí show mát với anh em không nhở? Đợt này hết thời mẹ rủ sợ người ta khinh bỉ mình, người ta đéo chơi cùng. Không mặc cơ kiểu đéo gì ấy. Nhưng mà hè này mà không làm tí show mát đánh nhau nó lại hơi mất vui anh em nhở? Mình đang muốn va thử với cái team bình luận viên. Nhưng mà mình đang phân vân, mình không biết chọn team bình thế nào cho nó cân. Hay dụ ấn kêu nhở? Nhưng mà dù bắn kill mà chả máy mà bị hành thì lại làm trò cười cho bắn kill à. Bắn kill này bảo đi thằng lâu này từ đến hiến mạng. Lo được nha anh em nhá, chuẩn bị có sát. Làm tí solo đi. Đu vào đây. Thằng này lên giày giáp mà sao nó cứ bỏng bỏng nhỉ. Nó lên giày giáp mình đánh nó đau phết này. Cái gì đây? Lên cơn à. Ngu mà hung hăng cả đời, mình thích lắm, món quà à. Biết mình đang có kèo 15 mạng lên rồi, phi cho à, cảm ơn nhá. Đánh như thế à. À chấp. Ra là chấp 2. Đánh như thế à. Vừa lo là giờ đánh nhé à. Hello guys, bạn có tu mày. Cái gì đây? Lại có TikTok nữa, lại TikTok bu bẩn cho à. Bất kiểm soát ơi. Để bên. KS thì chịu đấy. Mình ở Hà Nội thật. Con mẹ mày biết đợi lên không? Mẹ tao chưa lên tới đã farm lính rồi. Tao có farm mày đâu chứ. Thằng em làm đồ á. Hả? Mẹ tao nói mày điếu đâu mẹ mày. Không nói tao mẹ tao ngư thế. Tao chưa farm mày tuân nha. Mẹ tao nói mày à, mẹ tao mới nói. Thế thì bạn phải nói chủ ngư vì ngư vào chứ nó cai ép của tớ ba mạng rồi. Mẹ đéo biết nhìn nè. Mẹ tao chửi thằng lần cái này mẹ tao. Ok, mình xin lỗi bạn nhá. Nó đánh luôn đấy. Bắn đi. Đánh mẹ đã thọt vàng rồi. Đéo đợi lên tham dùng coi. Thôi bạn xuống ăn lính của tớ này. Bạn xuống đường tớ ăn lính này, tớ đẩy nguyên này. Còn cái mịt téo đâu, ông xong nữa, phải thiệt chứ. Khó khăn đấy. Chơi chết mẹ đó. Ê, mẹ nó dạy rồi bay. Kìa, cái thằng ăn lính cậu kìa, nó lộ liêu kìa. Con thằng ăn lính cậu kìa, thấy không? Mày cúng cái đầu chó mày vô bây giờ à. Thấy nó thò chưa? Thấy trộm chưa? Nó thấy camera cái, nó thấy cảnh sát cái là nó lại bắt đầu nó diễn viên đấy. Bắt thằng này đi. Mất công ty kìa. Thôi về đi, thằng này chết rồi. Không cần. Thằng này làm đồ đừng có cái ép của tao nhá. Đừng cái ép của tao là một, đừng ăn lính của mít là hai nhá. Em xin lỗi. Thằng này rất hài. Bye cậu. Ok, cút đi. Trời đồ mẹ AD đó bắn ác kìa bây. AD sổ bỏ nó xuống à. Và luôn là căng đấy. Sao mới bỏ mày ra hả? Thằng này lừa đảo à. Thằng này nó chết rồi, bị nó dắt rồi. Đâu chó đéo còn đợt lính này đâu.
Ăn đi, ăn thoải mái đi, ăn thoải mái đi. Bình thuê nó. Cậu cảm giác cậu ăn được gì cậu ăn luôn đi. Lên sách vào nhá. Mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát. Mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát ơi. Thằng đáng lắm bây giờ mẹ mày chưa lên nào mà đòi lên sách mày. Nhưng mà bạn đi biết bạn phải lên sách chứ. Huyền Trang đã dùng mẹ mày đi tóc mày biết lần nào đủ à. Đủ trà dâu chưa a? Hả? Nhưng mà con của bạn nó chiêu nó diện rộng. Người đẹp đã dí bình 10.000 lần. Anh ơi anh. Lùi hết chiều ơi qua kìa, lao qua luôn. Phải đổ con mẹ cái mày. Con mẹ mày. Cút. Má nó băng trụ kia. Lắm đó. Thôi chết mẹ đi tao. Ủa là chưa ngọt mà. Thằng gấu chó là mẹ quản không có lo kiểu đéo gì nó lên đây à. Đi. Tổng hợp tớ ngăn được nó đi đâu. Nó đi nó quyền của nó chứ sao mà ngăn được. Cấm được nó đi à. Vãi cướp đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được vội đâu. Hai thằng hết chiêu cuối này. Xem nó hai thằng xuống ha. Mẹ biết tham chung không mẹ tụi mày. Mấy người thua bao nhiêu trận rồi một cọc thế? Cáu vậy luôn. Mẹ tao thọt vàng vàng cấp 4 tim rồi. Đồ mẹ tao đợi lên tham chung phải luôn thiệt chứ. Cẩn thận một cọc. Cẩn thận nhá. Kim nó có khả năng từ nó núp bụi đấy nhá. Blue này. Lo nó trên rọc à. Giờ không dám lên cao. Chỉ dám đi đẩy lính thôi. À vào solo này solo. Còn lo trên nó kìa. Mày solo vô mỏ mày á. Bắn đi bắn đi bắn, bắn đâu đấy bắn đâu đấy. Được không? Bắn mẹ mười mấy tiếng mà không chết nổi nó vậy. 1-3 lời á. Ây mẹ nó chưa có biến. Ui nó ghê kìa. Hồi về đi về đi về đi. Giữ một mạng đi. Bình sắp ra rồi. Bài cậu bồm cút thì cút mẹ mày đi chát ồn cút diễn viên à mà lâu ơi lên một cái nào mà lâu ơi trời đậu quá vãi cút tiệt lên cái này ao nhây rồi chứ không nó lao nó bố cái chết luôn nó mất chiêu hai ngu kìa ngu này mẹ mày ngáo chó này bật chiêu hai đứng vào trụ tao đánh đi hay làm bật này mà Elan đánh ngay đó. Elan biết chơi đấy, không phải test tướng đâu. Biết chơi là tử đấy. Cố lên em ơi, đánh gánh cùng anh đi chứ anh gì. Một mình anh khả năng cao là không đỡ được đâu, nó toàn tướng cao tơ rồi. Để búa xanh đi. Nhường búa xanh cho ấy đi. Lên ăn rồng đi. Nghèo đi, nghèo rồi ăn mục tiêu đi. Thôi mà cứ phải sợ sệt cái gì vậy, ăn đi em. Thấy sai tim nó đéo đâu mà đòi ăn, mẹ mày ngáo chó nữa. Mẹ mày có thù với mình à? Vẫn đéo thấy sai tim nó đòi ăn rồng. Cứ đi. Dấu tiền đã rescan 10.000 đồng. Chửi con đó em donate 50k. Mệt lắm. Thử nha, cái trụ đấy khó quá, bỏ luôn cũng được nha, không sao đâu. Cẩn thận em ơi. Lùi, đừng có chết hết là thua đấy. Ok, mít nó ngọt rồi. Từ rồi. Thủ ba đường kia, trời ơi, nhảy lên là coi như cú mẹ cái trụ trên rồi nó. Quạt đi, tốc biến quạt đi, nó chết à. Thằng mít này yếu rồi. Chơi không? Lập công đâu, lên kỳ công, lập công. Liều đi. Lộc công đâu, lấy sai. Nó đang ăn đây, cướp được đây. Hay, giải đi em đây. Quạt nó chuẩn tí, thì mẹ quạt toát trượt à. Quạt đi. Ui dồi. Mà team này không đi là trao giải Nobel hòa bình cho team này đi chứ. Bục nhá luôn combo kìa. Tanh check thì đéo đi lấy sai, mình nhảy vào sau, mẹ cứ để mình lên trước tiên phong này. Ăn một đống không chế vào đầu.
Cáu điên. Lù đi em ơi, nó mạnh á. Nó chắc ăn kinh công. Thủ đi. AD lên trên đi, AD lên trên đi, mình đường đơn, mình bay qua nhanh được. Một khả năng cao thủ. Lính nhà này mấy cha. Thua rồi. Chết mẹ rồi. Đúng rồi, lên bắt tao đi, đừng đánh chú tao, lên bắt tao đi. Lên đây dịp vần, lên đây và ham hiếp tao đi, đừng đánh chú tao. Nhà kia. Lên đây giết tao đi, đừng đánh chú tao. À, oài vậy trời. Khi mà tướng counter quá, khó quá. Xong còn không ai lên lên down, lên sách, bảo thằng Malok lên cái down, nó đéo lên. Cáu quá anh em ơi. Rồi, bỏ qua đi. Bình làm vai phản diện quen rồi. Ở đây xin được phép nhường cái vai này cho bà kia đấy, cho Bình chịu. Khó đâu rồi anh em ơi. Vai lìn. Vãi biểu top 15 Việt Nam luôn nè. Ghê không? Top 15 Việt Nam. Mà nhìn này chắc phải ba lứa rồi mất. Lại còn Eagle đi chứ, trời ơi, để Eagle để người ta tế à bà ơi.